Vậy ni nhóm trong nị chơi ẩm pi và thiên là bọn mùi cứ sổ bẩn tao sổ bẩn nè vì miên là con là đầm lầy giang đôi mặt đất sầm rạp mà nụ dương sổ bẩn này tin đi mình men chỉ ca để vô sọp hai mình men chỉ ca vô sọp thì sổ bẩn đại nhóm trong nị chơi ẩm pi à quay để miên pro giao sầm rạp đất nuông chỉ vứt đất nuông mà chi vào cắm cứ chỉ ca bằng ca nơi master plan in life cứ chỉ cô đau pro chăm chỉ vứt cô đau pro chăm chỉ vứt nắng à vì miên là con là đầm lầy giang mạch bon bồn dương mơ ẩm pi ở đây nè nếu bây giờ mình men bắt tại cái đau từ một bàn tê cứ miên chữ câu dương mơ làn mình men đặt tay mà sân châu bắt từ một ruột thà làn tê cứ miên chữ câu làn này sau bắn cứ chữ cô đau tiếp đâu chi chầm câu sau bắn nơi tí ni mình men chỉ cả để vô sọp tê cứ chia đây pong prathna đò chẹt lẹ mui đại chỉ trai bị say đại chỉ ca cầm nót nơi cô đau đại chia cầm nít sroma sromai đại thắt nơi nóng hiếp chi à na cút nâng thua đầm nào mà đỏ đâu chìa nông rạch dạp bếp bạm cho nam cao dương rùm bưng túc tha nâng miên bì lá nâng miên lán nâng miên bạ chầm nấu bì chầm nấu bạ chạm thang ngay nâng bì chầm nấu ạ cắm bì chầm nấu này ca chúa thua bà tè chúa thua bà tục chúa cứ tập ổn nâng kì hào tha chia sổ bánh cách đây sổ máy đò chạy lẹ miên cô đai vô vên chứ bắt lo lất tập hò bạm cho nam cao việc cao chân ẩm pi ca cầm nọt nữ sổ bắn cô đau chạy lẹ pi à lời nì từ pram chân nam cao việc chân nữ nữ lật tập hợp ca na dương mình ban cầm nọt nữ sổ bắn cô đau chạy lẹ tì dương bà gọt chia đôi khlánh đạch xài khlánh đạch xài viên nâng đáy à sát rê tự tạm chọl hai vì bà gọt na nâng thlẹ cho mặt rao nữ bê nà mùi dương mình trời ao chỉ vứt ra bỏ dương mô khẽ thì chỉ vứt mô khẽ nâng miên đây tha chỉ vứt đi chết đi cha chào để thuộc tài lư phía xa khám anh stiêu như vậy chăng chết đi cha chào chỉ vứt mô khẽ miên đây ta cao mau mà chết chết mà nu ớt miên bàn ấy sao mau mách tư vinh chăng ớt miên bàn bằng cao đào vay sao ớt miên bàn thư ấy sao miên tài phạc xí đây chỉ riêng rộm miên tài cao mau đầm bay cầm san sạp bài phlượt phlượn nóng ca vùng quên nước nông ca sập bài xem xem miền đầu chia ca phát si miền đầu chia lập bài miền đầu chia ai ai chẳng tới đây cái hai tha chỉ phải khó mau bị ca kịch khó bom bom trời chạm ti muôi chỉ vứt mình trời ao chà chào tê chỉ vứt trời ta miền sụp bắn miền tự đại miền cô đại chọn lọ kết ở bàn thống chia chậm lại ti muôi ti pi vơ ở bàn thống thua ở kháng ti bay nâng từ tu bán lật tập hòa thống tặng o ni đại chọn ao côn khăm ai tặng o rùa trời tài miên sang khâm nay công ở sang khâm tại kề khai chỉ nè miên chỉ chẳng tới kề miên chơi rob liên anh như vậy toàn miên ấy sao rock si chẳng mấy bạn anh ở miên đam tuôn ca rock si mình prakot thật thời ca đam tuôn thì khi nhóm ưu thì họ bị chỉ vượt chạy sợ đánh nơi bế đặc nhóm nơi bà tục chúa tốt mũi hai nơi bế đặc nhóm vừa đầm nà xong bình từ cây bà tê miền tay mà bằng vạch đã cắt nóng chi từ lòng hậu ớt tặng miền lưu thư passport tự tiết chết tạo 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 thư ca thư ấy tặng rôm tập xong bình tặng rôm tập xong bình khi nông bế đặc cầm bông thư ca còn tành châm cặp bè tê tại cô đáy từ rốc xoay rốc rôm hôn đầm bay nôm châu ai ván dọc một lụa dọc mà chạy chạy nơi tìm xa nơi khi nông sọc mái dương nhóm chập đam thư đầm nà xong bring group bài giảng thằng oh mình chỉ cô đại thưa ca thế nè đại miền cô đại thưa ca thì thưa ca là hậu đỏ thằng ấy nè tại nhóm chập đam nom châu máu khi khi nông dập pel cặp song bring nâng cả lá chăn nam chiến khi nhóm của ban chụp cầm hún khi nhóm của chập đam nom máu cùng rít aki và cam được không phải tìm mai dương là hậu đặc nhóm miền đam tuấn khi nhóm ai bằng cá nữ cầm hún khuôn ai bàn chẳng khi nông pe đặc nhóm ớt miền ấy sao tại khi nhóm nhỏ nhầm khi nhóm mình đã ở sầm khâm tê nâng tìm mùi tìm pi khi nhóm prap khuôn ai tha chỉ vứt miền cô đại miền chấm này đăng chấm này phải chia phần này hai đa toàn cả lại sẵn nâng dập hiệu ca tiếng khăn nông nâng cao bởi tế phần này mình ai cổ thì cổ anh tài dương mình toàn đa tự đo chẳng trời tập chia dương đa ở đó bế đại đa đo chồng bà cao lùi rộp con rộp mơn rộp xanh thư bản chỉ vứt nét đất nôm thông thông được không bị phục lúc ở đôi khi nè hai đây bàn chìa rì ạ bê pram chân nam đọc chân nam cao kê khai nét đất nôm thông thông kê khai tài chia mà nụ ọ cha kê khai tài chia nẹ miên bán đòi xa ấy đòi xa tại ca khất khom prang prang hai nơi khăn ông bê đại cổ đôi khi nè kê mình đa cho nhộm hỏi kê nhờ nhâm kê miên cái đây sống không chỉ nít tha kê nâng tật đó tật nọ nè
kê nâng tật đó cả lạnh đã kê bỏng chăng bia đâu chỉ dương chăng tới cả bông sao kê score play tới cả bông sao nâng kê bỏng tới cả bông sao mình men sai lắm đây sọc sọc tới đó cả bông sao đi chăng được biết là kê chăng tới cả bông sao kê score play tới cả bông sao hỏi kê đặt từ đây nâng cô đây thả thơ thơ mất tật đó cả bông sao bia phải sao chiến nét đại ớt bán kết to tại sao rồi còn nét ớt score play to tại sao tới cả bông sao mình nâng tới tạm nà thế hỏi mình men sai lắm đây tức nhẹ tật đó nông tế rồi có pram chân nam cái đó cả bông sao ớt thế ពីព្រោះទី1អត់បានប៉ងអត់បានចង់ផងទី2អត់បានដាក់គោលដៅផែនការថាទៅទៅកំពង់សោមនឹងផងទី3អត់ស្គាល់ផ្លូវផងអញ្ចឹងវាប្រកាសណាស់ថាគាត់មិនអាចទៅដល់កំពង់សោមបានទេអ្នកទៅដល់កំពង់សោមបានតលតែទី1ស្គាល់ផ្លូវទៅកំពង់សោមអញ្ចឹងគេស្គាល់គេក្រិតចំកម្រិតវាស់វែងមួយអស់ទៅហើយទី2គេដាក់គោលដៅថាត្រូវទៅពីណាទៅដល់ណាហើយធ្វើម៉េចបានទៅដល់កំពង់សោមនឹងគេនឹងទៅដល់កំពង់សោមនឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សដែលគ្មានគោលដៅគ្មានសុបិនគ្មានចំណេះដឹងអីសោះគិតតែសប្បាយជ្រៀងរួមគិតតែស៊ីច្រើនដេកច្រើនផឹកច្រើនលេងច្រើនលបែងច្រើនគឺជាបុគ្គលដែលគេហៅថាជីវិតមោឃៈមានន័យថាកើតមកមួយជាតិឆាចោលអត់មានបានអីទេអញ្ចឹងគេហៅថាជាសម្បកមនុស្សគឺមនុស្សមានតែសម្បកមានបានការអីទាំងអស់គ្មានបានការសម្រាប់ទាំងខ្លួនឯងសម្រាប់ទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិដូច្នេះដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សមានគុណភាពមានសេចក្ដីត្រូវតែគិតឲ្យបានធំធ្វើឲ្យខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យដល់គោលដៅដែលខ្លួនចង់ទៅអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកយឺតក៏ដោយលឿនក៏ដោយដាច់ខាតត្រូវតែទៅឲ្យដល់គោលដៅអ្នកត្រូវតែខ្លាយទៅជាមនុស្សខ្លាំងអ្នកត្រូវតែគិតឲ្យបានធំហើយធ្វើរឿងអស្ចារ្យមិនសំកុកមិនចុះញោមខ្លាចទៅជាមនុស្សរវេះរវៃអង្អាចក្លាហានហើយធ្វើការងារធំធំបានធ្វើការងារដែលទទួលបានលទ្ធផលធំធំបានគឺផែនការគោលដៅដ៏ជាក់លាក់ដែលអ្នកចង់ទៅក្នុងឆាកជីវិតកាលពីក្មេងអ្នកធ្លាប់គិតថានឹងខ្លាចទៅជានេះខ្លាចទៅជានោះអីចឹងចឹងតែដល់តែពេលអ្នកធំបន្តិចឡើងអ្នកចេះតែបោះបង់នៅគោលដៅនិងចំណង់ដែលមានពីក្មេងមកដោយសារអីជួបនឹងកលៈសៈលំបាកលំបាកលំបាកធ្វើឲ្យអ្នកចុះញោមហើយសង្កកទៅណាមួយសង្គមយើងអាវ៉ាសាយគិតតែពីសុបាយផឹកស៊ីលេងសើចច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាចតែជាមនុស្សដែលពៀលីអាវ៉ាសាយឬក៏មនុស្សដែលប្រកែកខាងដុតពេលវេលាចោលពេលវេលាថ្លៃណាស់គេពុះគេជ្រាកម៉ោងគេសង់តែឲ្យមួយថ្ងៃ$1,000ឲ្យតែទិញពេលវេលាមួយថ្ងៃបានតើហេតុអីបានជាយើងយកពេលវេលាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយកទៅជៀងការ៉ាអូខេយកទៅផឹកស៊ីយកទៅលេងល្បែងនេះវាគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ណាស់ដែលយុវវ័យយើងកំពុងតែដុតពេលវេលាចោលយើងត្រូវប្រើពេលវេលារបស់យើងឲ្យមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃជាងមាសថ្លៃជាងពេជ្រទៀតគឺឆ្នៃពេលវេលាជីវិតมันអាចដូចជាចកដែលដែតនៅលើផ្ទៃទឹកតាមតែខ្យល់រេมันអាចជាខ្លាយដាច់ខ្សែតាមតែខ្យល់បក់បក់ទៅណាបក់ទៅបក់ចុះបក់ឡើងធ្លាក់ចុះដីបាត់ដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សដែលមានសុបិនដ៏ធំគោលដៅដ៏ជាក់លាក់ហើយធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅយ៉ាងជាក់លាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ 100% អ្នកនឹងទៅដល់ឲ្យតែអ្នកមិនបោះបង់គោលដៅមិនបោះបង់ការតាំងចិត្តហើយក្រែងនានាធ្វើឲ្យដល់ទីបំផុតប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅយ៉ាងច្បាស់លាស់